Dạ rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nha mọi người ơi. Bạn nào mà hôm nay lỡ không có sắp xếp thời gian để học được thì chúng ta xem video sau ha. Vì grammar nói chung là thi IELTS là thi về các cái kỹ năng sử dụng ngôn ngữ để mình thể hiện được cái mức độ hiểu và cái ý tưởng của mình ra thành lời nói hoặc là thành câu viết. Thì để có được cái kỹ năng đó thì trước hết là chúng ta phải có một cái vốn về ngữ pháp nó tương đối ổn đã. Rồi mình mới tính đến cái chuyện là mình build cái kỹ năng mình thể hiện nó ra như thế nào. Thì ở trong grammar thì ở trong IELTS thì cái grammar coi như là một cái mà người ta không có bàn đến nữa, vì IELTS không phải là cái cuộc thi về grammar, nhưng mà grammar lại là một cái phần ở trong IELTS ha mọi người. Thì mình ít khi dạy về grammar, nhưng mà sẽ có những cái buổi như thế này để mình cùng các bạn ôn tập lại, để xem là các bạn tự mình cảm thấy là mình bị hỏng ở chỗ nào thì mình sẽ lấp vào cái kiến thức ở chỗ đó để mình bổ sung, mình hoàn thiện cho bản thân của mình ha mọi người. Thì hôm nay là mình sẽ học một số phần. Phần đầu tiên á là mình sẽ học về preposition, tức nghĩa là những cái giới từ. Thì các bạn cũng biết là giới từ thì thường nó sẽ đi cùng với cái gì nhỉ? Nó thường phần lớn là cái giới từ nó sẽ đi kèm với danh từ. Ví dụ như là about, các bạn sẽ nhìn vào những cái giới từ ví dụ ở phía cái cột bên tay phải ha mọi người. Ví dụ như là about, at, between, for, from, of, on, to, with. Thì hầu hết những cái giới từ ấy, nó sẽ đi kết hợp ở phía đằng sau nó là một cái danh từ hoặc là một cái cụm danh từ. Nó biểu trưng cho something hoặc một some person. Hoặc là nếu như mà nó là một cái hành động nào đó thì nó buộc lòng là nó cần phải là verb in để nó biểu thị cho some action. Some action là một phần của cái something, một cái vật thể, một cái việc, sự vật, sự việc gì đó. Chỉ có một cái trường hợp hiếm hoi mà giới từ đi cùng với verb chính là do. Do cộng verb infinitive. Chỉ theo Tuấn Anh nhớ là chỉ có cái to đó mới cộng cái verb mà thôi. Còn hầu hết những cái giới từ còn lại nó sẽ đi cùng với noun hoặc là noun phrase, tức nghĩa là danh từ hoặc là cụm danh từ. Còn nếu mà có buộc lòng phải là một cái hành động gì đó thì nó sẽ không có đi cùng với verb mà nó đi với verb in, hay mình còn gọi là gerund ha mọi người. Gerund là tức nghĩa là verb in. Sorry, cái chỗ này nó không có ghi được. Verb in. Thì nó khi đó nó sẽ biến thành, nó có chức năng, đóng chức năng như là một cái danh từ hoặc là một cái cụm danh từ. Tí nữa mình sẽ có cái ví dụ sau. Rồi. Thì giới từ ở phía sau nó sẽ đi cùng được với danh từ hoặc là một số ít trường hợp là đi với động từ, đúng không? Thì nhưng mà ở phía trước thì nó kết hợp được với cái gì? Nó có thể kết hợp được với verb nè. Nó có thể kết hợp được với adjective nè, nó có thể kết hợp được với noun cũng được. Và mỗi cái verb, mỗi cái noun, mỗi cái adjective đó nó sẽ có đi kèm một cái giới từ cụ thể khác nhau, một hoặc là một số giới từ cụ thể khác nhau. Bởi vì mỗi cái giới từ thì nó sẽ có cái ý biểu thị khác nhau. Và để nhớ được nó thì hầu như là không có một cái quy tắc nào có thể gom hết tất cả mọi thứ lại thành một cái quy tắc được. Mà mình buộc là mình phải practice nó, practice thật là nhiều thì mình mới nhớ nhớ lâu được. Thì các bạn nhìn vào ở cái cột, cái phần đầu tiên ha, verb cộng với preposition. Thì mình có những cái gì? Mình có care, mình có complain, hear, know, learn, say something, talk, think, warn, wonder, worry, write. Bạn có thấy là những cái verb này là những cái verb mà nó mang cái ý nghĩa là về một cái nội dung nào đó. Ví dụ như là care tức nghĩa là gì? Quan tâm, đúng không? Quan tâm về một cái nội dung nào đó. Complain về một cái nội dung nào đó. Hear tức nghĩa là nghe về một cái gì đó. Know biết về một cái gì đó. Learn học về một cái nội dung gì đó, đúng không? Rồi tương tự như vậy, mình có say, mình có talk, mình có think, mình có warn tức nghĩa là cảnh báo, mình có wonder tức nghĩa là mình tự hỏi bản thân về một cái nội dung nào đó.
worry, lo lắng về một cái nội dung nào đó, thì nó sẽ đi kết hợp cùng với about ha mọi người, cùng với about. Rồi, đó là cái thứ nhất, cái nhóm thứ nhất. Cái nhóm thứ hai mình có gì mọi người? Mình có aim, mình có fire, love, look, point, shout, yell. Thì đây là những cái động từ mà nó có một cái vật thể xác định. Khi mà aim tức nghĩa là gì? Là nhắm đến, thì nó nhắm đến một cái mục tiêu xác định. Fire là bắn, cũng là bắn một cái mục tiêu nhất định. Love, tôi cười vào mặt ai đó, thì cũng là cười vào một cái mục tiêu nhất định. Look, nhìn vào một mục tiêu. Point, chỉ vào một mục tiêu. Shout, yell, tức những cái động từ mà la mắng, la hét, la lối vào một người, vào một mục tiêu nào đó, thì mình sẽ dùng là at. Thì để mà mình dễ nhớ, thì sau khi buổi học mình về nhà, mình sẽ cố gắng mình đọc thầm hoặc là đọc thành tiếng những cái cụm này. Mình kết hợp giữa verb và cái preposition. Ví dụ, aim at, fire at, love at, look at, point at, shout at, and yell at. Và để cho nó dễ nhớ hơn nữa và mình dễ dùng hơn nữa, thì mình sẽ kết hợp với một cái chữ something ở phía sau để mình quen cái thói quen của mình đi. Tới lúc mà mình speaking thì mình sẽ không có cần phải lôi ra mình nhớ là ô cái này có cần something hay không, hay là cần giới từ gì. Mình sẽ nhớ cả cái cụm của nó quen miệng luôn. Ví dụ như là love at someone, look at something, point at something, shout at someone, yell at someone. Đấy, là như vậy. Và các bạn lưu ý cho Tuấn Anh cái từ fire. Fire này sẽ có hai nghĩa. Đối với cái nghĩa mà nghĩa là bắn, fire at somebody, hoặc là fire at something. Ví dụ bắn vào cái nhà đó, fire at that house. À, như vậy thì cái fire này nó sẽ cộng với at, đúng không? Nhưng mà nó còn một cái nghĩa khác nữa, là nghĩa là đuổi việc. Ví dụ như là I have just fired a staff today. Tôi vừa mới đuổi việc một nhân viên ngày hôm nay. Thì cái động từ đó, cái động từ mà đuổi việc đó, nó không phải là nhắm đến một ai, mà nó chỉ đơn giản là đuổi việc một ai đó thôi. Thì các bạn sẽ thấy là cái fire đó chỉ là fire someone mà thôi, tức nghĩa là đuổi việc một ai đó, chứ không có đuổi việc vào một ai đó hoặc là đuổi việc đến một ai đó, đúng không? À, sẽ không có như vậy. Chỉ có là bắn vào một ai đó hoặc là bắn đến một ai đó thì là fire at something hoặc là someone. Đó, thì cái lưu ý là chỗ đó. Rồi, mình sẽ có cái cụm nhóm tiếp theo. Mình có choose, decide, differentiate, distinguish. Mình sẽ thấy là cái đặc điểm của cái nhóm này là gì? Cái đặc điểm của nhóm này á, là ở phía sau những cái động từ này. Đây là những cái động từ mà nó có cái sự tác động đối với nhiều hơn một vật thể. Ví dụ như là choose hoặc là decide, tức nghĩa là quyết định, lựa chọn, đúng không? Là mình phải lựa chọn một trong số hai hoặc là ba cái vật thể nào đó. Do đó là mình sẽ dùng chữ between. Rồi, differentiate nghĩa là gì? Nghĩa là phân biệt. Phân biệt nó đi từ cái tính từ là different, đúng không? Khác nhau. Thì differentiate nó nghĩa là làm cho khác nhau hoặc là phân biệt, phân khác nhau. Rồi, distinguish cũng như vậy, cũng nghĩa là phân biệt với nhau, phân biệt giữa A và B. Như vậy thì mình sẽ có cái chữ là between A and B. Choose between A and B. Decide between A and B. Differentiate between A and B. Distinguish between A and B. Rồi, đó là trong trường hợp hai chủ thể thì có between A and B. Bây giờ nếu như mà có ba chủ thể thì sao? A, B and C thì sẽ như thế nào?
mình sẽ có cái câu hỏi đó đúng không? Thì không thể nào mà dùng between nữa, bởi vì between chỉ có giữa cái này với cái kia, tức nghĩa là hai cái mà thôi. Thì khi đó mình sẽ sử dụng một cái giới từ khác là among. Những khi trên này khó quá. Among. Sorry mọi người. Cái chữ nó hơi xấu. Mình take note lại trong sổ tay dùm cho Tuấn Anh nha. Chữ among tức nghĩa là trong số. Nhớ dùm cho Tuấn Anh cái chữ among có nghĩa là in the number of, hoặc là in among tức nghĩa là one of the tức nghĩa là một trong số những cái nào đó. Ví dụ như là choose among A, B and C. Decide among A, B and C. Differentiate among A, B and C. Và những cái verb này có một cái lưu ý nữa là không nhất thiết là lúc nào nó cũng phải đi kèm với preposition, tùy theo cái nghĩa của nó ha. Ví dụ như là choose hoặc là decide thì có thể là lúc đó mình đã lựa chọn xong rồi, mình đi đến một cái quyết định rồi á, thì mình sẽ không còn có between hay là among nữa, mà mình đã chọn một cái gì đó. Ví dụ I have chosen A, I have decided Britney Spears as the brand ambassador for this product. Tôi đã chọn quyết định là Britney Spears sẽ là đại sứ thương hiệu của cái sản phẩm này. Như vậy lúc đó sẽ không còn cái ứng viên 2, ứng viên 3 nữa, mà chỉ còn có cái lựa chọn sau cùng duy nhất mình thôi. Thì lúc đó choose và decide có thể đi một mình, không cần có between hay among gì nữa. Rồi. Cái nhóm tiếp theo mình có là mình có am, mình có apologize, apply, forgive, hope, long, prepare, search, wait, watch, wish. Những cái này á, nó sẽ cùng đi cùng với cái giới từ là for. For này á, nó sẽ có nhiều nghĩa khác nhau. Nghĩa thứ nhất của nó nhiều nghĩa ha. Mình sẽ lấy những cái nghĩa thông dụng nhất để cho mọi người cùng hiểu. Cái for á, nghĩa thứ nhất của nó là một cái mục đích hoặc là một cái mục tiêu nào đó mà người ta nhắm đến. Ví dụ như là aim for something. This year I am aiming myself for taking the IELTS test. Năm nay tôi sẽ nhắm mục tiêu đến với việc là thi IELTS. Aim for taking the IELTS test. Thì for đó nó sẽ là một cái mục tiêu hoặc một cái đích đến gì đó mà mình muốn vươn tới, đúng không? Rồi, ví dụ như là mình sẽ có những cái chữ là am nè, mình có apply, ví dụ apply for a job, xin tuyển dụng vào một cái vị trí, một cái công việc nào đó, thì rõ ràng cái công việc đó nó là một cái mục tiêu, mục đích đến của mình, đúng không? Hoặc là apply for a scholarship, apply for a position, apply for a discount, nộp nộp một cái hồ sơ để xin một cái học bổng hoặc là một cái phiếu giảm giá nào đó, apply for. Rồi hope for rất là rõ ràng đúng không? Hy vọng là sẽ có được cái gì đó. Hope for good results, hy vọng là có được kết quả tốt. Đó là một cái mình mong muốn đến đúng không? Mình có long for nghĩa là mong chờ người yêu chẳng hạn. Long for my girlfriend, long for my boyfriend, long for my lover. Đó là ngóng chờ, nó là một cái từ nó mang tính cảm xúc khá là nhiều. Nó giống như là wait, nó giống như là wait à, hope, và ở trong đó nó có một cái sự ngóng chờ rất là nhiều. Đó thì là long for. Rồi tương tự mình sẽ có wait for đúng không, watch for, wish for, toàn là những cái mong chờ. Search for tìm kiếm một cái điều gì đấy, prepare for
là chuẩn bị cho một cái gì đấy, prepare for the exam, chuẩn bị cho cái kỳ thi, cũng là một cái mục tiêu mình nhắm đến đúng không? Rồi, ngoài cái nghĩa thứ nhất của for như vậy á, thì mình còn có một cái nghĩa nữa là nguyên nhân. Nguyên nhân. Ví dụ như là ở trong văn nói ha, thì mình sẽ hay có mình hay thường hay nói là, ví dụ thôi, I love you because you are beautiful. Thì đôi khi sometimes trong văn nói thì người ta cũng có thể thay chữ because thành for. Ví dụ I love you for you are beautiful. Tôi yêu em vì em rất đẹp. Ví dụ như thế. Hoặc là for đi cùng với một cái, đó là cái for mà cộng với subject cộng verb ha. Nó sẽ hơi hiếm gặp một tí xíu, nhưng đôi khi ở trong listening hoặc là trong cuộc sống xã giao hàng ngày hoặc là trong các bài reading, đôi khi các bạn sẽ gặp cái trường hợp là for cộng với subject cộng verb. Rồi, nhưng mà thông thường hơn đó, thì for nó sẽ cộng với một cái something, tức nghĩa là một cái noun hoặc một cái noun phrase hoặc là một cái verb in, nó đại diện cho một cái noun ha. Ví dụ như là I love you for your beauty. Tôi yêu em vì vẻ đẹp của em. For your beauty. Đấy. Rồi, như vậy thì mình sẽ biết được cái for nó mang lại cái ý nghĩa về cái nguyên nhân, cái lý do, đúng không? Thì ở đó mình sẽ có những cái trường hợp như là apologize hoặc là forget for something. Ví dụ, we apologize for the regrettable mistake. Chúng tôi rất xin lỗi vì cái lỗi lầm đáng tiếc này. À, apologize. Apologize là xin lỗi đúng không? Xin lỗi vì cái lỗi lầm đáng tiếc này. Forgive thì lại là tha thứ. Tha thứ cho một cái lỗi lầm. We would like to forgive for your mistake. Hey, đó thì for là một cái chỉ về nguyên nhân. Ví dụ như là I am sorry for coming late. Tôi xin lỗi vì đến trễ. Vì for vì. Còn cái nghĩa thứ nhất của nó for là một cái mục đích. I hope for good results on the test. Tôi mong đợi kết quả tốt trong cuộc thi đó. Rồi được chưa? Cái nhóm tiếp theo mình có learn, mình có prevent, mình có stop. Thì nó đi cùng với lại from. From này có nghĩa là rời khỏi một cái gì đó. From là mình hay có from to đúng không? From là gì? Là từ, tức nghĩa là rời khỏi một cái gì đó. To nghĩa là đến một cái gì đó, đúng không? Hai cái phương hướng hoàn toàn khác nhau. From là đi xa khỏi, còn to là đi đến một cái gì đó. Thì mình sẽ có learn from something. Khi mà mình learn á, tức nghĩa là mình sẽ lấy cái kiến thức từ một cái gì đó, là sẽ là from. Ví dụ learn from a book, learn from a TV show, learn from National Geographic channel, learn from Disney channel. Là những cái việc học, học là việc lấy kiến thức từ một cái gì đó. Đó. Thì thường ở trong tiếng Việt mình thì hay có thói quen là học trong một cái gì đó đúng không? Hoặc là học bằng một cái gì đó, learn by hay là learn in a book. Thì ở trong tiếng Anh thì người ta ít khi sử dụng như vậy. Mặc dù là cũng có những cái trường hợp đó, nó sẽ có những cái trường hợp là sử dụng cái by hoặc là in đó, ví dụ learn by heart có, nhưng mà tùy theo cái ngữ nghĩa của nó khác nhau. Và cái nghĩa thông dụng nhất của nó thì là learn, nó sẽ cộng với from. Đó, rồi cái thứ nhất ha. Cái thứ hai mình có prevent, mình có stop, là nghĩa là ngăn chặn khỏi một cái gì đó. Prevent him from smoking, ngăn chặn anh ta khỏi việc hút thuốc. Stop him from that building, ngăn anh ta lại khỏi cái tòa nhà kia. Có thể cái tòa nhà kia nó sẽ gây nguy hiểm gì cho anh ta,
ngăn anh ta, không cho anh ta đến đó nữa. Stop him, prevent him from một cái something hoặc là doing something, đều được cả, đúng không? Rồi cái cụm tiếp theo mình có assure hoặc là convince of something. Thì assure nghĩa là gì? Nghĩa là đảm bảo. I can assure about, xin lỗi, I can assure of the product quality. Tôi có thể đảm bảo về chất lượng sản phẩm. We can convince him of buying the product. Chúng ta có thể thuyết phục ổng mua hàng. Như vậy thì assure với lại convince, convince có nghĩa là thuyết phục ha, assure nghĩa là đảm bảo, hai cái này nó sẽ cộng với of. Và trong đa số trường hợp á thì cái of nó sẽ có cái nghĩa tương đương với lại cái about. Thì of với about nó tương đương với nhau, tức nghĩa là nó nói về một cái gì đó, một cái nội dung gì đó. Thì ở đây cũng có thể là assure about cũng được, convince about cũng được, nhưng mà khi đó là nó thiên về một cái nội dung. Còn khi này cái nghĩa chính của nó là assure of, nghĩa là đảm bảo về một cái gì đó, đảm bảo cho một cái gì đó. Convince, thuyết phục về một cái gì đó. Rồi thì ngoài ra mình cũng có cái chữ là inform. Inform nó là cái động từ bắt nguồn từ chữ information, các bạn nhớ không? Thông tin, information. Thì inform có nghĩa là thông báo. Thông báo này đó có thể là ví dụ như là inform somebody about something hoặc inform somebody of something đều được cả. Thông báo cho bạn về cái kết quả thi. We would like to inform you about your test results. We would like to inform you of your test results. Nó đều giống nhau cả, of hoặc là about, nó đều tương đương với nhau. Và cái cụm này mình bổ sung thêm cái chữ inform cho các bạn để các bạn quen ha. Rồi tiếp tục mình có cái cụm, cái nhóm từ mà đi với chữ on, mình có concentrate on something, count on something, depend on something, insist on doing something hoặc là insist on something và rely on something. Các bạn sẽ thấy cái đặc điểm chung ở đây á là nó có cái sự nó có một các cái động từ này. Concentrate nghĩa là tập trung, count tức nghĩa là tin tưởng vào một ai đó hoặc là phụ thuộc vào một ai đó, depend phụ thuộc, rely phụ thuộc, và insist tức nghĩa là kiểu giống như là khăng khăng đòi hỏi, muốn phải có một cái gì đó. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây cái nhóm động từ này nó có cái xu hướng gì, là cái nhóm động từ mà nó biểu thị hai thứ. Thứ nhất là một cái sự tập trung, ví dụ như là concentrate hay là insist, một cái sự nó gom lại. Concentrate tức nghĩa là tập trung trí não, đúng không, về một cái gì đó, nó gom trí não, sự tập trung của mình về một cái gì đó. Insist là một cái sự đòi hỏi, mà đòi hỏi giống như là khăng khăng, tức nghĩa là buộc phải có, đòi hỏi phải có, chứ không phải là đòi hỏi require hay là request thông thường nữa, mà là insist. Như vậy thì mình sẽ thấy được cái sự cái xu hướng là nó tập trung về một cái gì đó. Ngoài ra thì những cái động từ khác như là count hay là depend hay là rely là nó là một cái sự phụ thuộc vào một cái gì đó, đúng không? Thì những cái này nó sẽ đi với on something. Và cái chữ insist nó hơi đặc biệt, thì mình muốn nhấn mạnh với các bạn một tí xíu. Ví dụ như là ở Paris có một thời là Paris hay là Đức á, có một khoảng thời gian là máy bay đáp không được vì lực lượng lao động ở sân bay đình công đòi
tăng lương tối thiểu, ví dụ như thế, đòi tăng lương, nó ngắn gọn như thế, thì người ta sẽ insist on increasing the salary. À, the labor force insist on increasing the salary. Các bạn sẽ thấy là on increasing, tức nghĩa là on doing something, đúng không? Hoặc bây giờ là on something nè. The workforce, the labor force insist on salary increase. Thì khi này cái chữ increase nó sẽ là now, nó sẽ là something, cái sự tăng lương ha mọi người. Đó là cái trường hợp mà đi với on. Còn insist ở một cái trường hợp nữa là insist that. Thì insist that nó sẽ đi cùng với subject cộng verb. Ví dụ cũng cái trường cái ví dụ hồi nãy là đòi tăng lương đúng không? Thì thay vì nói là insist đòi hỏi một cái sự tăng lương thì bây giờ là đòi hỏi chính phủ phải tăng lương. The workforce insists that the government increase the salary. That the government increase the salary. Đấy, thì lúc đó là that cộng với subject cộng verb nha mọi người. Rồi, insist này có một cái trường hợp cũng khá là hay, đó là một cái lời mời mọc mà gọi là năn nỉ. Ví dụ như là rủ một cái bạn nào đó đi chơi, đi ra ngoài, đi ăn dinner, ví dụ như vậy. Please go out and have a dinner with me. I insist. Hãy ra ngoài đi ăn với tôi đi. Tôi năn nỉ đó. I insist là một cái trường hợp khác dùng cái chữ insist này ha mọi người. Mình đôi khi là mình xài được trong đời sống hoặc là trong cái bài speaking cũng rất là thú vị cho cái từ này. I insist that you go out to have dinner with me tonight. Tôi năn nỉ bạn hãy ra ngoài đi ăn tối với tôi tối nay. Ví dụ như thế. I insist. Rồi mình sẽ có cái cụm tiếp theo. Apologize, explain, present, speak, talk, write. Đây là những cái từ mà động từ nó biểu thị cho cái hành động diễn đạt hoặc là communicate, tức nghĩa là tương tác, nghĩa là giao tiếp với nhau. Ví dụ apologize nghĩa là xin lỗi đúng không? Explain, giải thích. Present, trình bày. Speak, talk, write, nói, viết. Toàn là những cái động từ về việc giao tiếp hết cả. Thì nó sẽ là To somebody. À, thì ở đây các bạn sẽ lưu ý là to somebody chứ không phải là to verb ha mọi người ha. To mà cộng với verb tức nghĩa là chỉ một cái mục đích nào đó, mục đích để làm cái gì đó. Còn to cộng somebody hoặc là to cộng something ở đây thì nó nghĩa là nó mang cái yếu tố về chiều hướng, tức nghĩa là nói đến ai đó, viết cho ai đó, xin lỗi ai đó, giải thích cho ai đó, trình bày với ai đó. Thì ở đây mình sẽ không có xài là with ha mọi người. Mình không có explain with, mình không có present with, mình không có speak with. Vì khi mà with đó, with thì nó có nghĩa là together, tức nghĩa là với nhau, cùng với nhau. Thì có thể là speak with, talk with được. Vì cái hành động đó nói với nhau được. Nhưng mà không thể nào mà write with somebody được. Không thể là viết với ai được cả. À, vì sao vậy? Vì đâu có một cái lúc cùng lúc mà viết qua viết lại cho nhau được đâu. Chỉ có thể là viết một hành động một chiều mà thôi. Thì chỉ có là to. Apologize cũng như vậy. Apologize đâu có thể là xin lỗi qua xin lỗi lại. Chỉ có in apologize, xin lỗi một chiều mà thôi. Thì là to somebody, xin lỗi ai đó. Explain to somebody, present to somebody. Tính ra của nó là explain something to somebody, present something to somebody. Đấy, rồi say something to somebody, speak to somebody, talk to somebody, write a letter to somebody. Đấy, rồi
cộng cuối cùng mình có be, mình có do, mình có go out, mình có play, mình có stay, là những cái từ mà nó chỉ cái tính chất là làm cùng với nhau đúng không? Thì mình sẽ đi cùng với cái chữ là with, be with somebody, deal with a situation, deal with somebody, go out with somebody, play with somebody, stay with somebody. À, rồi như vậy thì hy vọng là các bạn và nhà các bạn sẽ xem lại cái chỗ này ha, tí nữa mình có phần bài tập. Rồi mình sẽ xem có những cái lưu ý nào nữa. Mình có một cái từ đặc biệt là chữ marry. Marry á, thì mình sẽ không có phải là cưới cưới một ai đó, cưới với một ai đó, không có làm đám cưới với một ai đó, mà mình chỉ có cưới một ai đó. She married him last year. Cô ấy cổ cưới anh ấy năm ngoái, chứ không có she married with him ha mọi người. Rồi nếu mà cũng cái marriage, cũng cái chủ cưới sinh này á, mà là xem nó là tính từ, tức nghĩa là kết, đã kết hôn, tức nghĩa là cái tính chất trạng thái là đã kết hôn. She is married. She is married. Cô ấy đã kết hôn. Thì lúc đó là to him. She was married to him last year. À, cưới to him. Nó hơi kỳ đúng không? Nhưng mà cái cách người ta sử dụng là như vậy rồi. Mình không có sửa lại được nữa. Nó đi ngược với cái thói quen sử dụng của người ta. Rồi. Những cái từ mà nói về việc là hành động nói hoặc là hành động suy nghĩ, ví dụ như là complain, know, learn, say something, talk, think, warn somebody hoặc là wonder hoặc là write, thì thường sẽ là gồm với about. Khi mà chúng ta muốn đề cập về cái chủ đề, cái nội dung, như hồi nãy Tuấn Anh có nói với mọi người, about là đi với cái nội dung đúng không? À, ví dụ như là you can learn about teaching before being asked to do it. Rồi cũng cái chữ learn này á, mình có thể là thêm một cái chữ from nữa. You can learn about teaching from those books. Đấy. Hoặc là you can say something. You can say something about a topic to someone. Một cái động từ mình có thể kết hợp được với nhiều cái preposition, nhiều cái giới từ khác nhau, tùy vào cái ý mà mình muốn thể hiện nha mọi người. Rồi, một số cái động từ khác á, về saying hoặc là thinking, thì lại không cần cái preposition. Ví dụ như là discuss, hoặc là debate, consider, mention. À, như vậy là mình sẽ chỉ cần là discuss the problem, bàn thảo, thảo luận về một cái vấn đề, chứ mình sẽ không có discuss about the problem nữa. Rồi các bạn lưu ý dùm cho Tuấn Anh cái chỗ này để mình không có bị mắc lỗi khi mà mình làm bài writing task 2 ha mọi người. Discuss the problem mà thôi, chứ không có discuss about. À, rồi. Tiếp theo mình sẽ có một số cái động từ mà nó về cái hành động nói, ví dụ như là apologize, explain, present, speak, talk, write, thường sẽ follow by, tức nghĩa là theo sau bởi cái to. Cái to này nó sẽ chỉ về phương hướng đúng không? To một ai đó cộng với person. Ví dụ, have you talked to anyone who has done this course? Bạn đã nói chuyện đến với một ai đó. Bạn đã nói chuyện với một ai về một ai mà đã học qua cái khóa học này chưa? Đó. Là khi mà mình nói, là mình truyền những cái từ ngữ của mình đến một ai đó, thì mình sẽ dùng to somebody. Rồi tiếp theo mình sẽ có at. Rồi cái chữ at này là hồi nãy Tuấn Anh chỉ cho mọi người rồi ha. At là nó có một cái mục tiêu cụ thể, những cái động từ aim, fire, laugh, look, point, shout, yell. Rồi biết rồi đúng không? Mình sẽ có for, cũng vậy đã nói với các bạn rồi, những gì mà mục tiêu chúng ta mong muốn. I am aiming for a good mark in my next assignment. Tôi đang tập trung mục tiêu cho điểm tốt, điểm cao
trong bài tập lần tới của tôi. Đấy. Rồi, we use to after am hoặc là hope hoặc là long nếu như mà chúng ta có một cái verb, ví dụ như là I am hoping to get a better mark than last year, thì chỉ có khi này mình mới thấy là xài tới cái verb thôi, đúng không mọi người? Nãy giờ đâu có cái nào mà xài verb đâu, chỉ có cái to thì mới có verb mà thôi. Đó là về phần verb. Về phần adjective mình có gì? Mình sẽ có những cái cụm từ nó. Thứ nhất là các bạn nhìn vào nhóm đầu tiên ha. Anxious, annoyed, concerned, depressed, excited, upset, worried. Các bạn có thấy là những cái này á là những cái tâm trạng đúng không? Những cái feeling, những cái cảm giác. Thì các bạn cũng thấy anxious nghĩa là lo lắng, annoyed là bị phiền hà, concerned nghĩa là quan tâm, depressed tức nghĩa là buồn rầu, thất vọng, excited hào hứng, upset nghĩa là buồn bã, thất vọng, worried là lo lắng. Thì những cái trạng thái này, những cái cảm giác này thì nó sẽ cần và là những cái cảm giác về một cái vật thể hoặc là một cái việc gì đó, đúng không? Thì khi mà về một cái gì đó thì mình sẽ dùng about. Rồi. Thì để về nhà các bạn nhớ cho nó mau thì các bạn kết hợp đọc cái từ adjective ở bên trái kết hợp với preposition bên phải. Anxious about something, annoyed about something, concerned about something. Ví dụ thế. Nha mọi người. Rồi mình sẽ có cái cụm tiếp theo, mình có những cái cũng là một số ít, một phần của nó là những cái cảm giác và những cái khác. Ví dụ như là mình có amazed, annoyed, astonished, awful, bad, clever, excited, good, skilled, surprised, terrible, useless. Thì các bạn sẽ thấy là những cái từ như là amazed nghĩa là ngạc nhiên, hào hứng, đúng không? Kinh ngạc. Rồi annoyed thì lại là cảm giác bị làm phiền. Astonished là cũng là ngạc nhiên, hào hứng. Awful cũng là cái cảm giác luôn. Rồi mình sẽ có surprised hay là terrible là những cái mà về cảm giác, thì là những cái cảm giác này là đối với một cái vật thể nào đó. Amazed at the beautiful landscape, bị kinh ngạc bởi cái cảnh sắc tuyệt vời. Annoyed at the neighbors, bị làm phiền, bị cảm thấy phiền phức bởi những người hàng xóm. Hoặc là surprised at the test results, bị ngạc nhiên bởi cái kết quả bài kiểm tra, ví dụ như thế. Rồi thì những cái verb còn lại, những cái adjective còn lại thì sao nhỉ? Những cái bad nè, clever nè, right, good nè, cái này nó không chạy được nhỉ, bad nè, clever, good, skill, thì đây là những cái từ mà gọi là chỉ cho chúng ta về cái khả năng của con người. Good hoặc là bad hoặc là clever nghĩa là giỏi hay dở hay là thông minh hay là này nọ, đúng không mọi người? Thì đó là những cái mà chúng ta có thể đi cùng với cái chữ at. Ví dụ là I am good at English, I am good at making things, I am good at baking, tôi giỏi về nấu ăn, về nướng bánh. I'm good at cooking. I am skilled at cooking,
tôi có kỹ năng hoàn thiện về việc nướng bánh ví dụ như thế, hoặc là I am bad at badminton, tôi chơi rất dở về môn badminton, môn cầu lông ví dụ như thế. Thì những cái bad, những cái clever, good hoặc là skilled là những cái từ mình nó thể hiện về cái năng lực, cái khả năng, thì khi đó là mình sẽ dùng là at something. Rồi mình sẽ có amaze, annoy một lần nữa, astonish. Rồi mình có concern, disturb, excited, impressed, inspire, shocked, surprised. Những cái cảm giác một lần nữa ha. Thì ngoài những cái đi cùng, có thể đi cùng với about, thì mình cũng có thể đi với by. By, vì các bạn sẽ thấy là những cái tính từ ở đây là nó chính là cái verb cộng với ed, là cái dạng gì ta, passive voice đúng không? Passive voice đóng vai trò như là những cái adjective đấy. Thì có passive voice thì mình sẽ có by, mình có by ha mọi người ha. Cái này nó quá dễ rồi. Thì dấu hiệu để mình xem á, là mình sẽ thấy là những cái từ như là upset nè, hoặc là anxious nè, nó không phải là verb cộng với ed, nó không phải là verb 3, nó không phải là passive voice, thành ra nó chỉ có thể cộng được với about mà thôi, chứ nó không thể cộng được với by như những cái từ kia, đúng không các bạn? Rồi. Bad, concerned, good, responsible. Thì những cái từ này các bạn sẽ thấy là cộng với lại cái for. Và cái for hồi nãy Tuấn Anh có giải nghĩa rồi đó. For nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cảm thấy là một cái điều gì đó mà mình mong đợi. Cái thứ hai, for nó có nghĩa là một cái nguyên nhân, một cái lý do. Ví dụ như là responsible for something, tức nghĩa là chịu trách nhiệm cho một cái gì đó, chịu trách nhiệm vì một cái gì đó. I am responsible for this mistake. Tôi có trách nhiệm đối với cái lỗi lầm này. À, đó là cái lý do của mình. Rồi, mình sẽ có I feel good for this test result. Tôi cảm thấy vui, tôi cảm thấy ổn, tôi cảm thấy tốt vì cái kết quả bài kiểm tra này. Đó là cái lý do, cái vì, cái nguyên nhân của nó thì nó cộng với for. Rồi, nhưng mà có những cái ví dụ như là disappointed, tức nghĩa là thất vọng đúng không? Thì thất vọng thì thường là cũng thất vọng vì một cái gì đó, nhưng mà lại không có disappointed by hay là disappointed for, mà phần lớn là chúng ta sẽ sử dụng là disappointed in something. I am disappointed in the soccer match result. Tôi thất vọng về cái kết quả của cái trận đấu bóng đá đấy. Hoặc là một cái tính từ nữa là interested in, nhắc tới interested là một cái từ nghĩa là thích thú, thú vị đúng không, cảm thấy thích thú vị. Thì mình sẽ có cái bộ bộ bốn tứ kha như sau. Thứ nhất là thích về một cái gì đó, interested in something. Cái cách thứ hai mình có là fun of something. Thứ ba mình có keen on something. Cái thứ tư, sorry quên rồi, nhưng mà tạm thời mình tới đây mình nhớ ra thì mình nhắc các bạn interested in, fun of và keen on something. Nhớ nha các bạn. Rồi. Cái nhóm tiếp theo mình có frightened, mình có scared, mình có terrified, nghĩa là gì nhỉ? Những cái này đều có nghĩa là sợ hãi. Khi khi đó là mình sợ hãi về một cái gì đó, về một cái gì đó, chứ ít khi nào nói là sợ hãi vì một cái gì đó. Cũng có frightened by someone, scared by someone, terrified by someone. Nhưng mà khi mà mình dùng by á, là mình dùng với người, một người nào đó gây ra cái nỗi sợ hãi cho mình thì dùng by. Còn khi mà mình sợ hãi về một cái việc gì đó, một cái vật gì đó, thì mình sẽ dùng of. Frightened of something, scared of something, terrified of something. Rồi. Cụm tiếp theo, aware, clever, cruel, generous.
Good, kind, mean, nasty, nice, polite, rude, selfish, true, typical, unkind. Thì cái nhóm này là những cái nhóm mà các bạn sẽ thấy là aware, tức nghĩa là nhận biết được về một cái gì đó. Clever, là thông minh hoặc là giỏi về một cái gì đó. Các bạn thấy ở phía trên cũng có clever at something, đúng không? Thì ở dưới cũng có clever of something. Cruel, tàn bạo, độc ác. Generous thì ngược lại là hào phóng, tốt bụng. Good, kind là tốt đẹp, tử tế. Hoặc là mean nghĩa là xấu tính. Hoặc là nasty là điên loạn. Rồi những cái từ tiếp theo, nice, polite, rude, selfish thì nó dễ cho các bạn rồi ha. Rồi mình sẽ có cái nhóm tiếp theo, mình có cruel, good, kind, mean, nasty, nice, polite, rude, unkind. Các bạn sẽ thấy là cái nhóm tính từ này là những cái tính từ nó thể hiện cái thái độ. Và khi mà thái độ là mình thể hiện cái thái độ đến với một ai đó. Thì đến với một ai đó, đúng không? Bring some attitude to someone. Thể hiện thái độ đến với ai đó là mình sẽ có to. Ví dụ, you are so cruel to me. Bạn quá là tàn nhẫn, độc ác đối với tôi. Đấy. Hoặc là you are so nice to me. Bạn thật là nice với tôi, bạn thật là dễ thương với tôi, bạn thật là good, bạn thật là kind to me. Bạn thật là polite to me. He was so rude to me. À, hoặc là he was so mean to me. Anh ấy thật là xấu tính với tôi. Đó. Rồi, tiếp tục mình sẽ có chữ with. With thì sẽ đi cùng với những cái tính từ như là annoy, bored, concerned, disappointed, fed up. Fed up nghĩa là chán, chán, mệt rồi, chán rồi. Impressed, obsessed, pleased, satisfied và wrong. Thì những cái này thật ra là các bạn cũng không cần phải học thuộc, mà các bạn thứ nhất là các bạn về các bạn đọc những cái chữ này cộng với cái giới từ ở phía sau. Cái việc thứ nhất. Việc thứ hai là chút nữa sẽ có những cái bài tập thì các bạn về nhà các bạn làm, rồi các bạn sẽ khi mà làm á, thì các bạn sẽ tự động các bạn nhớ vào trong đầu và không cần phải cố gắng gì nhiều luôn á. Vì hồi nhỏ lúc mà Tuấn Anh ở hồi lớp 9 thì có một thời gian là cái đội học sinh giỏi đó là người ta học đã cả năm rồi và thầy dạy coi như là hết chương trình rồi, thì Tuấn Anh mới vào một cái 3 tháng cuối cùng, thì lúc đó là lớp học người ta chỉ toàn làm bài tập mà thôi, thì coi như là tôi không có được học gì hết. Thì vào đó làm bài tập 3 tháng đi ra cũng có kết quả ngang bằng người ta. Thì đó là cái điều mà tôi hay muốn chia sẻ với các bạn là khi mà các bạn làm bài tập nhiều, practice nhiều, thì nó cũng sẽ có cái tác dụng tương đương với một cái việc là học nhiều như những người khác. Thì cho nên là các bạn đừng có bị nản chí ở những cái điểm này ha mọi người ha. Rồi, thì những cái phần giải thích dưới đây là những cái phần giải thích mà người ta cũng nói giống như là Tuấn Anh nói với các bạn hồi nãy giờ đó. Rồi, cái mục số 3. Mục số 3 mình có là preposition mà đi cùng với danh từ. Mình sẽ có là anything, information, nothing hoặc là something thì nó sẽ cùng với about. À, thì khi mà xài chữ about tức nghĩa là nó chỉ về cái chủ đề hay cái nội dung. Ví dụ như là say something about global warming. Hãy nói gì đó về chủ đề global warming chẳng hạn như vậy. Thì about thì nó sẽ đi cùng với cái topic hoặc là cái sự việc, sự vật nào đó nó đang diễn ra. Rồi, excuse, explanation. Thì các bạn sẽ thấy excuse là gì? Lời xin lỗi. Explanation là lời giải thích. Thì các bạn thấy là những cái này nó sẽ cần một cái, nó giải thích cho một cái gì đó, nó xin lỗi cho một cái gì đó, đúng không? Thì không phải cứ cho sẽ là for, no. Ở đây cho tức nghĩa là vì một cái gì đó, về một cái gì đó nó đã xảy ra rồi. Đó là lý do, đó là nguyên nhân. Do đó là nó xài for, an excuse for something. An explanation for something. Và ở đây thì mình sẽ muốn lưu ý với các bạn cái từ
explanation theo mọi người. Explanation, cái spelling, cái cách mà nó đánh vần như thế nào. Các bạn sẽ thấy á, ở phía bên trên mình có cái động từ explain. Explain ở đây nè mọi người. Explain, các bạn thấy là explain có chữ y ngắn đúng không? Explain. Explain. Nhưng mà khi mà chúng ta xuống explanation, các bạn thấy cái chữ y nó biến mất tiêu. Đó là cái cần lưu ý để tránh lỗi về spelling và chính tả. Explanation là không còn chữ y nữa, đọc là explanation. Còn cái kia là explain, explain, explain. Đây là explanation, explanation. Khác nhau tí xíu nhé, nhưng mà đáng lưu tâm. Rồi, ideas. Ideas, ý tưởng cho một cái gì đó. À, cho một cái gì đó. Ý tưởng cho buổi tiệc. Please get some ideas for the party tonight. À, hãy nghĩ một số ý tưởng trò chơi cho buổi tiệc tối nay. À, như vậy các bạn sẽ thấy là cái buổi tiệc tối nay là một cái mục tiêu mà chúng ta nhắm đến. Do đó nó sẽ xài chữ for. Đó. In return for something. Trả lại người, trả về cho một cái gì đó. Như vậy là ví dụ như là get $100 in return for your work. À, bạn có thể có được 100 đô trở về tay bạn cho cái công việc mà bạn đã làm. Như vậy cái công việc mà bạn đã làm nó là cái lý do, cái nguyên nhân cho cái việc mà các bạn nhận được 100 đô đó. Thì for vì cái công việc mà các bạn đã làm. Rồi need, reasons, reputation hoặc là responsibility là những cái nguyên nhân, những cái nguyên nhân nó đi cùng với for nha mọi người ha. Có cái chỗ nào, từ nào không hiểu các bạn nhớ nói liền để Tuấn Anh giải thích cho các bạn, giải nghĩa cho các bạn ha. Vì Tuấn Anh thấy là hầu hết các từ trong này nó cũng khá quen thuộc, chỉ có một cái mỗi một cái việc là cái từ thì quen thuộc nhưng mà không, mình nhiều khi mình không biết là xài với giới từ nào cho nó thích hợp đó mọi người. Rồi mình có change, mình có decrease, mình có drop, experience, fall, increase, rise. Toàn là những cái danh từ mà nó chỉ về cái sự thay đổi, tăng giảm, đúng không mọi người? Tăng giảm. Thì tăng giảm về một cái đại lượng nào đó, đang tăng giảm trong một cái đại lượng nào đó. A change in population. Một cái sự thay đổi về dân số. Thì khi đó đại lượng thì nó sẽ đi với in, chứ không phải là cứ nói về là about cho mọi người, không phải là a change about population. No, mình chỉ có a change in population. Nhớ nhé. Rồi, tiếp theo mình có experience, knowledge và understanding là những cái thuộc về trí óc. Experience là trải nghiệm, kinh nghiệm. Knowledge, kiến thức. Understanding là sự hiểu biết về một cái gì đó. Vậy thì of something. Đấy. Rồi, tiếp theo mình có effect, impact, influence. Những cái danh từ về sự tác động, sự ảnh hưởng. Và ở trong tiếng Việt mình có gây ảnh hưởng, sự ảnh hưởng lên một cái gì đó, sự ảnh hưởng lên một ai đó. Như vậy là mình có on, mình cảm giác như những cái effect này, impact này, cái influence này, những cái ảnh hưởng này là những cái lớp, những cái tấm, những cái tờ giấy nó đè lên một người nào đó, những cái cục tạ nó đè lên một người nào đó. Như vậy mình tưởng tượng như vậy mình sẽ thấy on something hoặc là on somebody. Ví dụ như là Barack Obama has put great influence on the major population. Cái ông tổng thống Barack Obama đã tạo nên một cái ảnh hưởng lớn lên đại bộ phận dân chúng, on the major population. Đấy, các bạn thấy như thế. Rồi, tiếp tục mình có in association.
hoặc là experience. Cái cụm hai cái này thì nó hơi khác nhau. In association with tức nghĩa là có liên hệ với một cái gì đó, với một ai đó. Associate tức nghĩa là liên kết, liên hệ với một ai đó. Experience nghĩa là kinh nghiệm, trải nghiệm với một cái điều gì đó hoặc là với một ai đó. I have experience with doing homework near the deadline. Tôi đã có một cái trải nghiệm với việc làm bài tập khi mà gần đến hạn làm bài. Đấy, experience with something, experience with doing something. Đấy. Bài cái phần số 4 by in at on off. Thì trước đây Tuấn Anh có một cái phần giảng về những cái preposition thông dụng, thì trong đó cũng có những cái này by in at on off. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà dùng by thì mình sẽ dùng cho những cái mục đích nào. Mỗi cái giới từ nó đều mang một cái ý nghĩa để khi mà mình sử dụng mình có một cái dụng ý, mà mình có một cái mục đích nào đó thì mình sẽ dùng cái giới từ tương ứng. Mình sẽ dùng by khi mà để talk about who in a passive clause. Mình sẽ nói về cái người gây ra cái hành động trong cái thể bị động. Ví dụ, but you will be taught how to deal with those things by the tutor on the course. Nhưng mà bạn sẽ được dạy về việc làm sao để làm được những cái giải quyết những cái việc đó by the tutors, bởi những người gia sư kèm cặp trong cái khóa học đó. Rồi by có thể là explain how something is done, là giải thích về cái cách mà nó vận hành. Ví dụ, you can remove any dirty marks by wiping it with a wet cloth. Bạn có thể lau sạch những cái dấu vết dơ bẩn bằng cách chùi nó với một cái miếng khăn ướt, with a wet cloth. Rồi. To talk about transport and communication. À, cái này thì quá dễ, là chỉ về những cái phương tiện. Ví dụ như là by plane hoặc là by email. We'll be in touch by email soon if that's okay. Hoặc là I go to school by bus. À, là những cái phương tiện, đúng không mọi người? Rồi. Và để cho thay cho by thì sometimes là chúng ta cũng có thể thay bằng cái chữ là via. Xin lỗi mọi người tí nhé. Via, V-I-A, via. I will go to Singapore via airplane. Hoặc là I will be in touch via email soon if that's okay. Đó. Thì những cái đó mình có thể thay by bằng via cũng được ha mọi người ha. Rồi. Tiếp tục mình sẽ dùng by để mà mình nói về cơ hội hoặc là một cái dịp nào đó. By chance, by accident, hoặc là by mistake. I saw the advertisement for the job by chance and decided to apply for it. Rồi, được chưa? Rồi, mình sẽ dùng in khi nào? Mình dùng in khi vào những cái cụm sau đây. In love, fall in love, in pain, đang gánh chịu nỗi đau, in private, trong riêng tư, in touch, giữ liên lạc, in debt, đang nợ nần, in danger, đang gặp nguy hiểm, in a rush, đang vội, in fashion, bắt kịp thời trang, in luck, nghĩa là đang ở trong cái vận may, in the end nghĩa là finally, tức nghĩa là cuối cùng. Nó khác với at the end một tí xíu. At the end á, có nghĩa là at the end tức nghĩa là ở cái giai đoạn sau cùng. Còn in the end nó lại có nghĩa là finally. Finally tức nghĩa là chốt lại tất cả. Hai cái này nó đều có nghĩa là sau cùng cả. Nhưng mà cái sắc thái, thái độ nó mang lại nó khác nhau một tí xíu.
at the end, ví dụ at the end of the process, vào cuối cái quy trình, vào cuối cái chuỗi sản xuất, thì người ta sẽ nói là at the end of the process, hoặc là at the end of the road. Đấy, là vào cuối con đường, vào cuối dây chuyền sản xuất. Thì đó là cái chỉ về một cái hình tượng, là một cái con đường, a road, hoặc the process, một cái con đường nó có nhiều phần cụ thể, thì cái the end đó là cái cuối cùng, thì sẽ xài là at the end. Còn in the end á, thì nó mang tính chất về thời gian hơn, thời gian, ví dụ như là finally hoặc là eventually, thì sẽ thay bằng in the end. In the end, you will find yourself improved in English. Cuối cùng thì bạn cũng sẽ nhận thấy là bản thân tiến bộ về môn tiếng Anh. Đó. Thì cuối cùng là, thì nhất là cái thời gian, in the end. Rồi. Mình sẽ có at. At mình sẽ xài cho những cái cụm như là at first, at large, at peace. Được chưa? At work, at home, at school, at the airport, at university. Rồi, câu hỏi là tại sao dùng at hoặc là in trong những cái cụm này? Thì nó sẽ không có câu trả lời cụ thể. Chỉ đơn giản là người bản ngữ người ta xài như vậy, thì mình tập, mình xài theo như thế, thành một cái thói quen của mình thôi. Chứ đừng cố gắng hiểu nó làm gì, nó sẽ mệt cho mình hơn. Rồi, mình sẽ có on. On thì mình có on holiday, on business, on duty. Mình có off, mình có off thì mình sẽ dùng với những cái từ mà dùng chỉ số lượng, ví dụ là all hoặc là any, both, either, neither, all of them, any of them, both of A and B, both of them, either of them, neither of them. Cái hai cái chữ này đều có thể đọc là either hoặc là either đều được, neither, neither đều được cả nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ tới phần bài tập một tí xíu ha. Nó luyện tập đi rồi mình sẽ xem thử. Mình sẽ mời bạn Lượng. Rồi, em làm giùm anh bài tập số 1 thử xem sao nhé. Sao vậy? Có cái số unit này thì xếp rồi, ok. Bài là làm hết 8 câu ạ? À? Đúng rồi, 8 câu rồi. Câu 1. 1 đã có ví dụ rồi. Em đọc cả câu và cùng với cái preposition em ghép vào trong đó luôn nha. I still haven't forgiven her for her behavior in front of my boss. Đúng rồi, forgive for something. Forgive someone for something. Tha lỗi cho cô ấy về hoặc là vì cái thái độ, cái hành vi của cô ấy trước mặt sếp. Rồi, câu số 2. Câu 2 em nghĩ là talk. Talk, đọc cả câu. I'm going to talk to your parents about exam results. Tại sao mình không dùng B hoặc là C nhỉ? We discuss something thôi đúng không? Chứ mình không có discuss about something đúng không? Rồi, ask cũng vậy. Ask something hoặc là ask for something, chứ không có ask about something. Rồi, thì mình sẽ chỉ còn có cái talk mà thôi. Talk to your parents about your exam results. Cái chữ ask ấy, thật ra cũng có thể ask about được. Nhưng mà ở đây á, là cái nghĩa của nó sẽ không phù hợp để mà điền vào bằng talk, đúng không? Rồi, câu số 3. I'm scared of making a fool of myself when I give the presentation.
I'm scared of making a fool of myself. Tôi sợ làm trò cười bởi chính tôi khi mà tôi đang thuyết trình. Vậy thì scared of something, đây là tính từ ha mọi người, scared of something, nhớ nha. Câu số 4. Mình có ba lựa chọn thì ba lựa chọn nó có nghĩa là gì? Concern nghĩa là quan tâm, astonished nghĩa là ngạc nhiên, và disappointed nghĩa là thất vọng. Nghĩa là bị astonished, ngạc nhiên. Ngạc nhiên này là ngạc nhiên kiểu excited đó nha em, tức nghĩa là hào hứng đó. Thì ở đây là câu 4 là mình sẽ disappointed, thất vọng. I am very disappointed in you. You have made a real mess of things. Tôi rất là thất vọng về bạn vì bạn đã làm một cái trận tơi bời. Bạn đã gây rối hết tất cả. You've made a real mess of things. Đấy. Thì disappointed in someone hoặc là disappointed in something. Rồi, câu số 5. 5 là bia. Đọc luôn. The new drug prevent the bacteria from growing. Cái thuốc này nó ngăn chặn những cái con vi khuẩn khỏi việc lớn lên, sinh sôi, growing, from, prevent somebody from doing something. Đó. Câu số 6. Be wrong with. There are many things wrong with our society today. Okay, được. Có nhiều cái thứ mà nó sai trái với cái xã hội của chúng ta ngày nay. Okay. Câu số 7. Generous nghĩa là trọng lượng, tốt bụng, tử tế. Rồi, để trả lời cho câu này thì mình sẽ quay lại cái bài học ở phía trên một xíu ha. Có cái chỗ này mình cần quan tâm tí xíu. Cái đoạn mà có tính từ thì các bạn coi dùm cho Tuấn Anh cái chỗ này. Adjectives describing behavior, những cái tính từ mà nó thể hiện cái hành vi, cái thái độ. Ví dụ như là clever, generous, good, kind, nice, selfish. Mà nó bắt đầu với một cái câu, một cái đoạn mà nó bắt đầu với it, hoặc là that, hoặc là this, thì thường sẽ đi với by, of. Ví dụ như là người A, người đầu tiên, người ta hỏi là bạn có muốn một uống một tách trà hay là cà phê không, tôi sẽ lấy cho. Thì người kia, người ta khen lại là ô, bạn tử tế với tôi quá, bạn tử tế quá. Như vậy thì thay vì người ta nói là you are very kind, bạn quá tử tế, thì có thể nói là that's very kind of you. Đó là, cũng là nghĩa là bạn quá tử tế. Very kind of, very generous of, very good of, very nice of somebody. Được chưa? Thì ở cái câu dưới này mình sẽ điền là generous of. It was generous of you to offer to help me. Bạn rất là tử tế, tốt bụng. Khi mà offer to help me, tức nghĩa là khi mà đề nghị giúp đỡ tôi. Số 8. The president first in role. The president first became involved in politics as a student. Cái involved này tức nghĩa là tham gia vào một cái gì đó. Involved in something. Involved in doing something. Involved nghĩa của nó, ban đầu nghĩa của nó có nghĩa là liên quan đến một cái gì đó, dính dáng đến một cái gì đó. Và sau thì nó sẽ biến nghĩa thành về việc là bắt đầu thực hiện
bắt đầu tham gia vào một cái hành động, một cái hoạt động nào đó, thì involve in something, được chưa? Và còn nếu mà aware thì đi với giới từ là of, be aware of something, tức nghĩa là nhận biết được về một cái việc gì đó. Enthusiastic tức nghĩa là hào hứng. Hào hứng about, enthusiastic about something, hào hứng về một cái gì đó. Excited about something, enthusiastic about something. Như vậy là aware of, involved in, enthusiastic about, được không? Rồi, mời bạn, hôm nay có một bạn nào tên hơi lạ lạ, bạn cảm ơn bạn Lượng. Mình mời bạn có tên là trên máy tên là Pepsi nhé. Làm giùm mình bài số 2. Như là không có tín hiệu, thôi mình sẽ mời lại bạn Lượng nhé. Bạn Lượng ơi, làm giùm anh luôn bài số 2. Cái bài này, trong 12 câu này sẽ có 9 câu là nó đặt sai cái preposition, nó dùng sai preposition. Vậy thì hãy xem thử từng câu có lỗi sai không, và mình sẽ thay bằng cái chữ gì nha mọi người. Câu số 1 là không sai rồi đó, there has been a rise. Câu nào mà không sai thì em đọc cả câu lên cho mọi người cùng nghe, và cũng như là em được luyện tập thì em sẽ mau nhớ hơn nhé, chứ đừng có chỉ là chăm chú vào cái đáp án mà thôi. Câu số 1 mình đọc cả câu đi. There has been a rise in the number of people buying their own homes. Là có nghĩa là ông có một sự tăng trong số lượng những người mua nhà riêng. Đúng rồi. Số 2 coi có gì sai không nha. Nếu không sai thì mình đọc cả câu, còn có chỗ sai thì mình sẽ nói ra cái chỗ sai. Chú ý về các cái giới từ. Tiếng Anh là between, amongst, time between. Đúng rồi. Vì sao vậy? Cái phân biệt giữa cái gì với cái gì? Cái between á, là các bạn nhớ dùm cho Tuấn Anh, là cái between là giữa hai thứ với nhau. Còn among là giữa nhiều thứ với nhau. Nhiều tức nghĩa là nhiều hơn hai. Như vậy là cái câu này phải là it is not difficult to distinguish between the emotional response to this crime and the law's response. Em đọc lại cả câu đúng đi rồi anh giải nghĩa cho mọi người. It's not difficult to distinguish between the emotional response to the crime and the law response. Cái chữ này đọc là chữ distinguish. Không phải là distinguish nhé. Không khó để mà phân biệt giữa cái phản ứng gọi là phản ứng gì ta? Phản ứng tâm lý về cái vụ tội phạm này và cái phản ứng của cơ quan hành pháp, the law's response. Tức nghĩa là không có khó khăn gì để mà phân biệt giữa cái mà đa số tâm lý của người ta cảm nhận về cảm tính về cái vụ tội phạm này và cái luật nó xử lý khác nhau như thế nào. Rồi, cái câu số 3. Em nghĩ là need of. Need of. Đúng rồi, câu số 3 là mình sẽ need of. There is no need of a new school in this area. Rồi, em dịch cái câu này được không? Không cần thiết phải có một
trường mới ở cái khu vực này. Đúng rồi, không cần có một ngôi trường mới trong cái khu vực này. Câu số 4. Con em thấy không? Thấy nó đúng ạ. Rồi, để coi sao nha. We want the government to promise to make a change in the law. Đúng rồi. Vậy thì đọc cả câu thôi. We want the government to promise to make a change in the law. Promise. Promise. Đọc lại đi. Promise. Rồi. We want the government to promise to make a change in the law. Rồi, có nghĩa là chúng tôi muốn chính phủ hứa sẽ phải có sự thay đổi ở trong cái điều luật. Đúng rồi. Want somebody to do something. Và ở đây do something nghĩa là promise to do something. Rồi, ok. Câu số 5. Câu 5. Left here. Không chắc lắm đi từ gì. Rồi đọc các câu cho anh đi. I hate the way she always laugh people. Laugh at people. Anh ghi chép ở rồi đó. I hate the way she always laughs at people. Nghĩa là tôi ghét cái cách mà cô ấy luôn cười cợt người khác. Các bạn thấy không? Cười cợt người khác tức nghĩa là cười vào một cái đối tượng, một cái mục tiêu nào đó. Đó là cái hành động laugh at somebody vào một cái đối tượng mục tiêu nào đó. Rồi câu số 6. Em nghĩ là apply for. Apply for. Yes. Đọc câu đúng cho mọi người cùng nghe. I'll decide to apply for that job in the newspaper. Nghĩa là tôi đã quyết định sẽ ứng tuyển cho cái, ứng tuyển vào cái công việc đó ở trong tờ báo. À, các bạn sẽ thấy là ở Việt Nam mình nói là trên báo, đúng không? Đọc thấy trên báo thì hay nói là on newspaper. Nhưng mà ở tiếng Anh thì lại là khác. In the newspaper, in the book, trong sách, trong báo, khác nha, chứ không có trên báo. Rồi, số 7. What knowledge of? Ừ. Thì á, phần lớn nhiều trường hợp á, là of với about có thể thay thế cho nhau. Tuy nhiên là có những trường hợp chỉ có thể xài of được thôi. Có những trường hợp chỉ xài được about mà thôi. Thì ở đây cũng vậy. Professor Ho has a good knowledge of his subject. Ông giáo sư Hồ, ổng có kiến thức tốt về cái môn ổng dạy, of his subject, good knowledge of his subject. Ok, số 8. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ khó mà nhớ ra được những cái quy tắc khi mà các bạn cần phải biết một cái đó. Thì các bạn cần phải làm bài tập như thế này thì các bạn mới nhớ ra được. Câu 8 rồi. Em không thấy nó sai. Cái in accident có đúng không? Em nghĩ là in accident à. Rồi đọc đáp án anh mới sửa. I'm afraid I broke this glass in by accident. I'm afraid I broke this glass by accident. Tôi sợ rằng là tôi đã tôi đã làm vỡ cái ly này hoặc cái tấm kính này một cách tình cờ bằng với tay, chỉ là tai nạn sơ suất mà thôi. By accident. Thì nhớ dùm cho tiếng Anh là cái mà by là đi cùng với by chance, by accident, by mistake. Nhớ nha mọi người. Chỉ về những cái cơ hội, những cái dịp, những cái tình cờ. By chance, accident, mistake. Đấy. Câu số 9. Em
Stay in with Yes, đúng rồi. Stay in with. Rồi đọc cả câu cho mọi người cùng nghe với. My husband is staying with my cousin while he is on business in America. Rồi, có nghĩa là chồng của tôi thì ở với anh họ của tôi trong khi anh ấy có chuyến công tác ở Mỹ. Đúng rồi. Chồng tôi đang ở lại, nán lại, ghé thăm, ở cùng với anh em họ của tôi khi mà ổng đang đi công tác ở Mỹ. Vậy thì stay with someone, stay with somebody. Đấy. Còn nếu như mà các bạn sau này các bạn sẽ thấy là my husband is staying at my cousin's. At my cousin's. Thì các bạn cũng đừng có quá ngạc nhiên nếu như mà nó không giống với những cái gì mà mình được học ngày hôm nay. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lúc đó cái cousin này nè, người ta có phẩy S. At my cousin's nghĩa là sao mọi người? Cái này nó xấu quá, mình phải viết lại cho mọi người cái khác nhé. At my cousin's. Rồi, cái này có sai không? At my cousin's. Không sai, bởi vì sao vậy? Bởi vì có nghĩa là chồng tôi đang ở nhà của anh em họ tôi. At my cousin's house. Và người ta không có nói chữ house ra, người ta cũng tự hiểu. At my cousin's nghĩa là at my cousin's house. Và lúc đó là nó sẽ có cái dấu phẩy S ở đây ha mọi người ha, thì mới xài cái chữ S đó được. Đó, rồi. Thì lưu ý với các bạn vậy thôi. Rồi, câu số 10 đi em. Em nghĩ give to him. À, thật ra thì câu này nó không có gì sai cả. I gave him one of my paintings in return for his help when I moved house. Tôi đã cho anh ấy một trong những cái bức tranh của mình để đổi lại cái sự giúp đỡ của ảnh khi mà tôi chuyển nhà. In return for something, in return for doing something, là không có sai gì hết. Rồi give him something nó cũng không có sai. Và mình có một cái cách khác để nói, mình có hai cách để dùng cái chữ give ha. Cách thứ nhất, give somebody something. Ví dụ I give him one of my paintings. Đấy, thì không có giới từ. Ngược lại mình có sẽ là give something to somebody. Ví dụ I give one of my paintings to him. Thì lúc đó mình sẽ có cái chữ to him. Đó, thì cách dùng khác nhau mà cùng một nội dung với nhau. Câu số 11. Insist on. Why do governments always insist on? Yes. Đúng rồi đó. Đọc nguyên câu đúng em. Why do governments always insist on doing things that are unpopular? Rồi, giải nghĩa. Vì sao mà chính phủ luôn không phổ biến? Ừ, đòi hỏi phải làm những việc mà người ta không có ưa thích, người ta không có ưa chuộng, unpopular. Rồi, số 12. What school? Rồi anh sửa rồi đó, em đọc câu đúng cho mọi người cùng nghe. When I was at school,
I did much more sport than I do these days. Rồi, cái chữ này quen thuộc không mọi người? At school, nhớ nhé. Khi mà tôi ở trường thì tôi đã chơi hoặc là hoạt động nhiều về thể thao hơn là tôi hoạt động ngày nay. Rồi, đó là cái bài bài số 2. Bài số 3, mọi người muốn làm không? Làm một tí đi ha, 5 phút thôi, xong rồi mình sẽ có bài tập về nhà, mọi người tự làm và có thể xem đáp án được liền luôn. Rồi, bây giờ fill in the gaps with the conversation with the word from a box and preposition. Rồi, các bạn xem, mời bạn Luận luôn giúp tìm anh ha. Ở đây mình có những cái từ luôn luôn khi mà mình đọc tập cái bài á, thì mình sẽ luôn luôn xem là mình có những cái gì trong tay. Anxious nghĩa là lo lắng, had nghĩa là bad nghĩa là không tốt và xấu, choose là động từ lựa chọn, depend nghĩa là phụ thuộc, effect là cái ảnh hưởng, cái tác động, obsessed là tính từ nghĩa là bị ám ảnh. Thì thường là obsessed to nha mọi người, obsessed to somebody, ám ảnh một ai đó, ám ảnh về một ai đó. Thì không có obsessed about hay là obsessed with gì đó, không, mình chỉ có obsessed to mà thôi. Rely, lựa chọn, rely là phụ thuộc, rely on somebody something, true hoặc là worried là những cái đúng hoặc là lo lắng. Rồi, em đọc thử giùm anh nhé. Đọc cả. Đúng rồi, đọc cả luôn. Do you think that money can solve all problems? No, not really. Of course, I would be anxious about money if I didn't have very much. But I believe that money can be. Mình sẽ cần điền một cái từ nào đó và đi kèm với một cái giới từ luôn. Tôi tin rằng là có quá nhiều tiền sẽ trở nên có cái tính chất gì đó với bạn. Có từ gì được nhỉ? Bad đi với gì nhỉ? Bad up hả? Bad up cũng không phải. Bad up nghĩa là sao nhỉ? Bad up nghĩa là dở về việc làm một cái gì đó. Còn đây là mình đang cần là xấu đối với ai thì mình sẽ có là bad for somebody hoặc là to somebody. Bad for you, bad to you. Có quá nhiều tiền sẽ có thể là rất là không tốt cho bạn, đúng không? Bad for, bad to you. Rồi, tiếp theo. So you think it is possible to have too much money? Well, there are lots of stories in the media about people who have a lot of money in the lottery and realize that they're not happier as a result. I think that large amount of money can have a negative effect. Effect, ra gì nữa? Giới từ đi cùng với nó là effect on. Yes, effect on. Có cái tác động xấu, tác động tiêu cực lên mọi người. Rồi, câu tiếp theo. Do you think that people depend on? Depend on. Okay. Modern technologies like computer too much, and that people are not having success. Mọi người đang bị ám ảnh với cái gì đó, đúng không?
thì là obsessed to. Rồi phía trên là depend on. Rồi nguyên câu này, bạn có nghĩ là người ta đang phụ thuộc vào thiết bị công nghệ như là những cái máy vi tính quá nhiều, và rằng là mọi người đang bị ám ảnh với việc có được những cái thiết bị high tech mà đời mới nhất hay không? Rồi câu tiếp theo. Well, yes, in some country, but it isn't true. Với true for many people in the world who are only worried about their next meal. Yes. Worry about the next meal. Em đọc lại cái câu này và dịch cho mọi người với. Well, yes, in some countries. À, có thể là người ta có bị ám ảnh bởi công nghệ ở một số nước đó. But this isn't true for many people in the world. Nhưng mà nó lại không đúng với nhiều người khác ở trên thế giới. Who are only worried about the next meal. Những người mà chỉ có mục tiêu hàng đầu của họ là họ chỉ lo lắng về cái bữa ăn tiếp theo của họ thôi. Họ quá nghèo, họ chỉ có thể cái quan tâm của họ duy nhất là bữa ăn mà thôi, thì họ sẽ không có bị ám ảnh bởi những cái technology này cả. Rồi tiếp theo. In rich countries, people always want a new gadget to make life easier, but I'm not sure the machine do actually do that. When we go shopping, we have to choose đi cùng với gì nhỉ? Khi mà chúng ta đi shopping, chúng ta sẽ phải lựa chọn giữa hoặc là trong số hàng trăm cái nhãn hiệu khác nhau của cùng một cái sản phẩm. And when these things go wrong, we don't know what to do. Khi mà chúng ta nè, đọc nguyên câu là when we go shopping, we have to choose among hundreds of different brands of the same thing. Hoặc là when we go shopping, we have to choose from hundreds of different brands of the same thing. Right. And when these things go wrong, we don't know what to do. Khi mà những thứ này nó bị sai lệch thì chúng ta cũng không biết phải làm gì hết. Rồi cuối cùng. I would prefer it if life was simpler and we didn't rely on expensive technologies so much. Okay. We didn't rely on. Rely đi kèm với giới từ gì nhỉ? On. Rely on. Rồi nguyên câu đó có nghĩa là gì? Tôi thích điều đó hơn. Nếu mà cuộc sống trở nên đơn giản và chúng ta không phải phụ thuộc nhiều vào các loại công nghệ đắt tiền. Như vậy nữa, đúng không? Chúng ta không phải phụ thuộc vào công nghệ đắt tiền như vậy nữa. Rồi, chúc mừng em làm bài cũng đúng rồi đó. Thì bây giờ cho anh hỏi nè, tại sao ở đây I would prefer và tại sao ở đây là if life were simpler and we didn't? Tại sao những cái này là quá khứ vậy? Thì quá khứ vậy. Đây là câu điều kiện này. Điều kiện loại 2, tức nghĩa là một cái điều kiện nào đó mà nó đang không có xảy ra trong thực tế, trong hiện tại, đúng không? Hiện tại là cuộc sống đang phức tạp và chúng ta đang phụ thuộc vào công nghệ quá nhiều, nhưng mà tôi sẽ thích nó hơn, tôi sẽ thích cuộc sống hơn nếu như mà nó đơn giản hơn. Thì cái việc đơn giản đó là nó không có tồn tại ở trong hiện tại, mà nó chỉ là một cái giả định mà thôi. Do đó là câu điều kiện loại 2, một cái sự thật không tồn tại.
không xảy ra trong hiện tại, mà người ta đang giả định là nó sẽ xảy ra, giả định là nó sẽ xảy ra trong hiện tại. Cho đó là dùng cái thì quá khứ, were simpler and we didn't rely on. Vậy ha. Rồi bữa khác có dịp mình sẽ review lại các cái câu về conditional tense, cái câu mệnh đề về điều kiện nha mọi người. Rồi ngày hôm nay bài học kết thúc ở đây, thì mình sẽ gửi lại cho mọi người chắc là thứ nhất là cái unit ngày hôm nay, rồi một cái cuốn sách về grammar. Nguyên cái cuốn này thì nó nặng 80 mb, thì nếu bạn nào thích thì các bạn tải về tự xem thêm cũng được, cũng rất là hay. Rồi và Tuấn Anh sẽ gửi 4 cái link bài tập, và trên đó thì các bạn sau khi làm bài xong thì các bạn nhấn vào cái nút là show thì nó sẽ đưa ra cái đáp án cho mọi người check luôn nha mọi người. Thì đó là bài học về grammar ngày hôm nay. Ngày mai mình sẽ học về writing ha mọi người ha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi mình nghỉ ngơi đây nhé. Cảm ơn các bạn.